chào cả nhà, chào quý ông bà và các bạn đã đến với Kinh Tám Tin Tức. Bản tin ngày hôm nay của chúng tôi sẽ có nội dung mới nhất về vụ mà Hồ Văn Cường á nói xấu Phi Nhung á, tố xấu Phi Nhung á, nhưng Phi Nhung vẫn ra mặt như thế này, là nói mẹ vẫn tha thứ cho con dù con thừa nhận tố xấu mẹ nuôi. Ca sĩ Phi Nhung khẳng định bản thân sống quang minh nên không sợ dư luận, nhắn con nuôi Hồ Văn Cường an tâm đi dù có làm sai với cô. Ca sĩ Phi Nhung khẳng định bản thân sống quang minh nên không có sợ dư luận nói ra nói vào. Chiều ngày 9 tháng 6, Phi Nhung tiếp tục đăng status giữa ồn ào với nữ doanh nhân Phương Hằng và con nuôi Hồ Văn Cường. Nữ ca sĩ khẳng định bản thân luôn sống tử tế, là mẹ của các chú tiểu nên ai có nói gì cô cũng mỉm cười mà thôi. Về việc làm từ thiện, Phi Nhung nói cô không có quỹ từ thiện như người khác. Cô nuôi con và làm từ thiện chỉ bằng tiền cô đi hát. Cô cảm ơn tổ nghiệp đã phú cho mình có giọng hát, biết ơn khán giả đã yêu thương để cô tiếp tục có cái tên là ca sĩ Phi Nhung như hôm nay. Dù ai hạ nhục, phá cô thì cô vẫn lạc quan và tiếp tục lên sân khấu hát ca mỗi ngày. Phi Nhung tâm sự như thế này, cô không cần đính chính cho bản thân nhưng không phải như vậy mà cho người khác suối bậy con mình làm sai. Cuộc đời cô sợ nhất là luật trời, còn những thứ khác cô không quan tâm. Dù thế nào cô cũng sẽ luôn bảo vệ và không bỏ rơi các con. Giữa ồn ào với con nuôi Hồ Văn Cường, nữ ca sĩ cũng nhắn nhủ: Hồ Văn Cường ơi, con có làm sai với mẹ, mẹ vẫn ôm con vào lòng mỗi ngày, con an tâm nhé. Nói vậy các bạn. Trước đó Hồ Văn Cường từng lên tiếng động viên Phi Nhung khi cô bị bà Phương Hằng bóc phốt. Giọng ca 18 tuổi nói hành trình anh khôn lớn, có mẹ nuôi bên cạnh nên anh hiểu cô là người thẳng tính, nghĩ gì nói đó nên dễ gây hiểu lầm. Anh sốt khi thấy mẹ buồn, nhiều đêm thức trắng và mong khán giả không hiểu sai về mẹ của mình. Hồ Văn Cường nói vậy đó. Tuy nhiên vào 8 tháng 6, mạng xã hội lại loan truyền tin nhắn được cho là Hồ Văn Cường tố xấu Phi Nhung. Trong tin nhắn với một người lạ, Hồ Văn Cường bức xúc nói rằng nhà bên đây toàn là quỷ không à, bày tỏ quyết tâm muốn tách khỏi Phi Nhung nhưng sẽ ra đi trong im đẹp. Trưa nay nam ca sĩ thừa nhận đoạn trò chuyện lan truyền trên mạng xã hội là của mình với một khán giả cách đây vài tháng trước. Thời điểm đó anh gặp nhiều áp lực, bức xúc nên bộc phát nói những điều trên. Hiện tại anh và Phi Nhung vẫn sống vui vẻ hòa hợp bên nhau, mẹ con vẫn mặn nồng tình cảm. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn thấy không, bây giờ xã hội nói tùm lum tùm la không biết coi đâu là chính xác. Thì bây giờ Kênh 8 Tin Tức của chúng tôi sẽ cập nhật những tin tức mới nhất up lên cho các bạn xem. Vì vậy các bạn hãy ấn vào cái nút đăng ký ngay đây và click vào cái chuông thông báo nằm kế bên để ủng hộ tôi. Khi có video mới nhất tôi sẽ up lên ngay, các bạn sẽ là người coi đầu tiên. Cảm ơn các bạn.